Thursday. Xin chào những khán giả của Đẹp 24/7, tôi là nhà thiết kế Huyền Châu. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với quý vị khán giả một bộ sưu tập đất đối xứng. Đôi khi trong cuộc sống này của chúng ta thì không phải lúc nào mọi thứ cũng song song, hai bên đều cân bằng với nhau. Hãy tạo ra cho mình một số những ý tưởng về việc bất quy tắc, thì đó thì sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú, đa dạng và sáng tạo hơn. Việc bất đối xứng trong thời trang cũng là một trong số những ý tưởng đã rất là quen thuộc với nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới. Huyền Châu muốn đưa vào một cái quy tắc bất đối xứng trong bộ sưu tập lần này nhằm một mục đích, đó là cái sự sáng tạo trong thời trang và khiến cho những người phụ nữ của chúng ta trở nên trẻ trung và phá cách hơn so với những trang phục đối xứng và đơn giản bình thường. Về kiểu dáng của bộ sưu tập lần này thì rất dễ để cho quý vị có thể quan sát, đó chính là những tà áo hai bên so le lẫn nhau, hay là những chiếc vạt váy có nhiều tầng lớp và cũng tạo những điểm nhấn bằng những vạt so le. Điều này thì chắc chắn sẽ làm cho tủ quần áo của quý vị trở nên sinh động hơn. Chúng ta sẽ không chỉ đơn giản có những chiếc áo sơ mi bình thường, không chỉ đơn giản có những chiếc chân váy trơn, mà bây giờ hãy tạo điểm nhấn cho trang phục của chúng ta bằng những chi tiết bất đối xứng như thế. Tôi tin rằng là điều này sẽ làm cho rất nhiều những khán giả yêu mến thời trang thấy rằng chúng ta đang được làm mới lạ chính bản thân mình. Về màu sắc của bộ sưu tập lần này thì phải nói thật là bất đối xứng luôn tạo cái sự ấn tượng đối với mắt nhìn của người đối diện. Và vì thế mà tông màu mà tôi lựa chọn cũng là hai tông màu tương phản lẫn nhau, đó chính là đen và trắng. Đây cũng là hai tông màu kinh điển của thời trang. Có thể là bất đối xứng sẽ tạo cho bạn một đôi chút cái điểm khác lạ khi mà lựa chọn trang phục của mình. Nhưng mà tôi tin rằng đó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Đó có thể là quán cà phê khi mà bạn dành thời gian thư giãn với bạn bè. Đó có thể là đến công sở để tạo một vài điểm nhấn thu hút hơn đối với bạn bè đồng nghiệp của mình. Và đó cũng có thể là những buổi đi chơi tối với người thân yêu. Và những trang phục bất đối xứng lần này cũng một form thiết kế khá là thoải mái, cũng dành cho những buổi picnic hay là đi dã ngoại của người gia đình của bạn vào dịp cuối tuần. Tôi tin rằng là các bạn hãy tự tin lên, bởi vì trang phục bất đối xứng đang là xu hướng mới nhất của 2018. Và bây giờ sẽ là bộ sưu tập bất đối xứng của Huyền Châu. Thursday. Để có cơ hội sở hữu phần quà từ chương trình Đẹp 24/7, các bạn hãy nhanh tay gửi ảnh về cho chương trình theo địa chỉ hòm thư đẹp247.vtv@gmail.com. Hàng tuần, chương trình sẽ dành tặng một phần quà hấp dẫn và duy nhất cho bức ảnh được đánh giá là đẹp nhất. Chúc các bạn may mắn!